chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình trăn trở trong cuộc sống. Tại sao có bao giờ các bạn đặt câu hỏi cho mình là tại sao một số người thì họ ra kinh doanh được, họ làm chủ doanh nghiệp được, rồi số khác lại không? Hoặc là các bạn có thể đặt một câu hỏi khác: tại sao một số người họ thành công và giàu có, số khác thì lại không? Hay các bạn có thể là đặt một câu hỏi khác: tại sao có một số doanh nghiệp họ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận rất là nhiều, và một số doanh nghiệp thì càng làm càng thất bại, càng phá sản? Tại sao có những người lúc xưa họ cũng sinh ra cùng làng quê giống như chúng ta, họ vẫn học cùng trường cùng lớp với chúng ta, tuy nhiên khi lớn lên thì người đó họ lại làm chủ doanh nghiệp, họ rất là thành công, trong khi chúng ta vẫn đi làm công, cuộc sống rất là khó khăn? Các bạn có những câu hỏi đó mà. Có phải người kia họ thông minh hơn không? Chưa chắc. Bạn có nhận ra không ạ? Có những lúc các bạn có thấy ra rằng là lúc học thậm chí cái người bây giờ họ đang sở hữu doanh nghiệp rất là thành công, thì cái lúc học chưa chắc họ đã thông minh hơn bạn đâu, thậm chí họ còn dở hơn bạn nữa. Có thể là trong lúc mà kết nối với nhau thời nhỏ đó, họ còn thua xuất bạn rất là nhiều nhiều thứ nữa. Tuy nhiên bây giờ thì họ là những một người rất là thành công. Cái điều gì xảy ra nhỉ? Cái câu chuyện ở đây làm luôn nó hỏi bạn là cái điều gì nó xảy ra. Cái ở đây nó cũng chẳng có cái gì bí quyết đó, đó là cái cách mà họ biết tập trung hơn, họ biết cách sử dụng thời gian nó khác ra thôi. Họ biết cách sử dụng thời gian nó khác hơn. Đó. Nhiều người họ không ra làm kinh doanh được bởi vì họ nhìn cái trước mắt thôi. Ví dụ bây giờ đang đi làm công, lương chúng ta đang là 10, 15 triệu và chúng ta thấy điều đó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên bạn hãy nghĩ, bạn là ai sau 10 năm nữa và bạn là ai sau 20 năm nữa? Nếu mà bạn có một cái suy nghĩ dài hơn á, thì bạn sẽ có một cái suy nghĩ nó khác hơn. Mình không nói là kiếm tiền, mình không nói ở đây là kiếm tiền. Đằng nào thì đi làm cái gì thì cuối cùng cũng kiếm tiền thôi. Đi làm công chúng ta cũng kiếm tiền và làm kinh doanh chúng ta cũng kiếm tiền. Đó. Làm chủ cũng kiếm tiền và làm công cũng kiếm tiền. Tuy nhiên mà nói bạn là ai sau 20 năm nữa. Nếu mà cuộc đời bạn đi làm công 20 năm nữa thì bạn cũng là người làm công thôi, và khi lớn lên bạn chăm hết. Bạn ra khỏi công ty đó là bạn chăm hết. Đồng ý, khi mà bạn ở công ty đó, ông chủ ông nói rất là hay. Ông nói là bạn là người của cái tổ chức này. Cái tổ chức này rất là quan tâm đến bạn, tức là họ nói rất là hay. Tuy nhiên khi mà bạn viết đơn mà suy nghĩ, bạn đứng lên công ty là khác. Nếu mà bây giờ bạn bắt đầu và 20 năm nữa thì bạn đã sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp, thậm chí 2-3 doanh nghiệp, và bạn để lại cho con cháu mình. Các bạn thấy bạn là ai 20 năm nữa? Vậy thì cái cách nào để chúng ta thay đổi cái điều này? Mình luôn nói ra rằng là bây giờ bạn hãy ngồi xuống và bạn thấy rằng là mình thiếu kiến thức gì. Mình hay nói là 3K, ba cái chữ K, ba cái chữ K, ba chữ K. Các bạn, bạn thiếu kiến thức gì? Ba chữ K. Thứ nhất là kiến thức gì? Kiến thức. Chúng ta thiếu kiến thức gì? Đó là chữ K thứ nhất. Chữ K thứ hai, đó chính là gì? Là kỹ năng. Kỹ năng. Bạn thiếu cái kỹ năng gì? Và thứ ba là bạn thiếu cái kinh nghiệm gì? Bạn thiếu những cái kinh nghiệm gì? Chính ba cái yếu tố này nó giữ chân bạn. Ba cái yếu tố này, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nó sẽ giữ chân các bạn lại. Vậy thì bạn cần phải liệt kê chúng ta thiếu những kiến thức, những kỹ năng gì. Chúng ta hãy học những cái kiến thức và kỹ năng đó để chúng ta thay đổi cuộc sống của chúng ta, chúng ta thay đổi thu nhập của chúng ta thay đổi cái mức bán hàng làm sao mang lại lợi nhuận cho chúng ta. Cách đây vài ngày mình nhận một cái inbox của một bạn trẻ. Bạn 23 tuổi nhưng mà bạn nhỏ con lắm, bạn rất là nhỏ con. 23 tuổi mà bạn nhỏ con lắm, mình gọi là phát khoai lang. Và bạn rất là tuyệt vời,
gần Tết thì các bạn đi bán hàng Tết, bạn tí khoai lang đó, bạn chọn là bán bao lì xì, bán cái bao lì xì, cái rớt đi của bạn 4 người, nhưng mà ba người kia bán không có được, rồi giảm giá để bán, và bạn rất là kiên trì, bạn bán, và bạn là người bán được nhiều nhất, và bạn bán đúng giá. Và ngày hôm sau bạn lại tiếp tục đi bán nữa, bạn về bạn inbox với mình là những người kia họ bán họ rất là dễ nhãn, họ không có kiên trì, họ không có thuyết phục. Em có khả năng thuyết phục tốt nên em bán hàng tốt hơn. Bạn hình dung ra điều này này chưa? Vậy thì chúng ta phải làm gì để tăng cái kỹ năng hoặc cái kiến thức chúng ta lên? Các bạn cứ nói là các bạn không có thời gian. Lại không có thời gian. Ai cũng thời gian như nhau. Mình cũng có một ngày 24 tiếng, bạn cũng có một ngày 24 tiếng. Cái người ở ngoài đường kia cũng có một ngày 24 tiếng. Ai cũng thời gian như nhau. Và cũng chả có tiết kiệm thời gian luôn. Bởi vì bạn tiết kiệm hay không tiết kiệm thì ngày đó bạn cũng nuốt hết 24 tiếng. Chúng ta không tiết kiệm được thời gian. Chúng ta cũng không có nói là chúng ta có thêm thời gian được đâu. Và chúng ta cũng không có sử dụng thời gian ít hơn được đâu. Chúng ta phải biết cách gì sử dụng thời gian nó khác hơn thôi. Nghĩa là lâu nay bạn làm cái này nó không hiệu quả, thì chúng ta phải sử dụng thời gian ngưng nó đi, để cái thời gian nó trống ra, để chúng ta làm cái khác nó tốt hơn. Tức là ý ở đây mà nói là ngưng làm những gì nó không hiệu quả. Và khi mình ngưng cái đó không hiệu quả thì cứ tự nhiên cái khác nó sẽ vô, cái hiệu quả nó vô. Hãy đổi những cái công việc tốt vô, dùng cái thời gian đó để đi tích lũy cho ta những cái kiến thức, những kỹ năng, những cái kinh nghiệm để giúp cho chúng ta phát triển hơn. Vui lắm, nó có những cái trường hợp có người, cái dạng người thứ nhất vui lắm các bạn. Họ nói rằng họ không có thời gian, nhưng mà họ lại gì, không có tiền luôn. Ủa ngộ ha, mấy ông này ngày nào cũng dùng 24 tiếng mà không có thời gian, không có tiền luôn. Các bạn thấy vui à, không biết mấy ông này ông làm cái gì, không có thời gian mà không có tiền luôn. Cái dạng thứ hai, cái dạng thứ hai là dạng gì? Là không có thời gian, tức là rất là bận nhưng mà có rất là nhiều tiền, tuyệt vời, tuyệt vời, vừa bận mà có nhiều tiền cũng ok. Cái thằng này nó bận mà nó không có tiền, không biết mấy thằng này làm cái quái gì, mình không biết mấy thằng này làm cái quái gì các bạn ơi, mình không hiểu được. Cái dạng thứ ba, cái dạng là có thời gian rất là rảnh nhưng mà không có tiền. Cái dạng này là chưa biết cách rồi, không biết cách. Không biết cách, họ biết cách là họ sẽ có tiền. Còn cái dạng thứ tư là dạng tuyệt vời nhất, đó là vừa có thời gian và vừa có tiền. Cái dạng này là dạng tuyệt vời. Vậy thì các bạn thấy là dạng số 2 nè, dạng thứ tư là cái này là không có thời gian mà có tiền, bận rộn nhưng mà có tiền cũng ok, rảnh rỗi mà có tiền. Dạng này là dạng tự do tài chấm, quá tuyệt vời. Dạng 1 và dạng 3 mới vui nè, rất là bận nhưng mà lại không có tiền, không biết mấy ông này ông làm quá gì. Mình nói những cái ông này gọi là gì, là cái tư duy đang có vấn đề, cái tư duy mấy ông này cần cài đặt lại, hay mình gọi là mấy ông này mà ông bảo thủ nữa. Mình nói là tư duy bị virus rồi, tư duy cái ông này ông bị virus rồi, các bạn bị nhiễm virus rồi, vừa bận rộn mà không có tiền, mà cái lúc này lúc nào cũng bận rộn, mấy ông này tư duy bị virus rồi. Hãy đi đào tạo lại, trả tạo lại cái tư duy. Còn cái dạng tiếp theo là gì? Thời gian rất là rảnh mà không có tiền, nghĩa là những người này họ chưa biết cách, họ hãy học hỏi. Tóm lại hai ông này đều học nè, nhưng mà cái ông thứ ba học còn đỡ hơn nè. Cái ông này nè khó học lắm, cái ông này là biết nhiều kiến thức lắm nè, dành nhiều kiến thức lắm nè, học nhiều lắm nè, nhưng mà không có tiền nè. Không biết mấy cái ông này cái đầu bị vấn đề gì á. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chúng ta hãy sử dụng cái quỹ thời gian nó khác hơn thôi. Chứ chúng ta không có tiết kiệm được thời gian đâu. Ngưng làm những việc không hiệu quả và chúng ta chuyển toàn bộ thời gian đó làm những việc nó hiệu quả. Hiệu quả ở đây được chúng ta được đo đến bằng cái gì? Bằng cái giá trị sức lao động, đó là chính là tài chính. Và chúng ta phải biết tăng thu nhập lên. Một tháng bạn chỉ cần tăng 2% thôi,
mình nói các bạn không cần nhiều, một tháng các bạn chỉ cần tăng thu nhập 2% thôi, thì một năm bạn cũng có tăng thu nhập khoảng 25%, hơn 25%, một tháng 2%, năm tháng là 10%, 10 tháng là bạn thấy là 20% rồi, 12 tháng 24%, nhưng mà nó hơn 24% tại vì nó lũy kế mà. Nhưng mà ít nhất là bạn cũng có được 25% trên năm rồi các bạn ạ, trên năm rồi các bạn thấy tuyệt vời mà, chỉ cần làm như vậy thôi rồi. Các bạn thấy chưa? À, vậy thì trong 3 năm cái này là 1 năm này, vậy trong 3 năm các bạn thấy, cái này là 1 năm này, vậy trong 3 năm thì rõ ràng là bạn tăng ít nhất là 75% không? Trên 3 năm các bạn có phải là 3 năm bạn tăng ít nhất 75% ít nhất, tại nó còn lũy kế nó nhiều hơn mà, mình ghi cái con số xem như là nó là tuyệt đối luôn. Trong 3 năm bạn tăng 75%, bạn thấy không? Và như vậy thu nhập của chúng ta nó tăng lên rất là nhiều. Hoặc là bạn cũng làm liên tục như vậy trong 10 năm các bạn thấy chưa? Trong 10 năm, 3 năm là 75%, 6 năm là bao nhiêu các bạn? Chưa nói lệ kế nha. Rồi 9 năm. Các bạn ạ, cái này chúng ta nhân cho 3 này. Các bạn không ạ? 9 năm. Cái này chúng ta là các bạn thấy nó rất là nhiều, hoặc là chúng ta lấy 1 năm nè. 10 năm. Các bạn thấy không? Thì nó là 250% kinh khủng. Các bạn ơi, tính liên tục trong 10 năm, tính liên tục trong 10 năm mà chỉ có 2% thôi, thì liên tục trong 10 năm thì chúng ta thêm một con số không các bạn thấy, nó là 250%. Đây là chúng ta tính con số tuyệt đối, nếu mà tính lũy kế nó còn kinh khủng nữa. Trong 10 năm là chúng ta, các bạn thấy không, chúng ta tăng thu nhập lên một cái khoản thu nhập là vô cùng nhiều. Các bạn thấy chưa, chỉ cần ngưng làm việc những việc có hiệu quả, và chúng ta chỉ tăng hiệu quả lên nó chỉ có 2% thôi, là các bạn thấy nó đã là kinh khủng rồi. Ok chưa? Vậy thì ngay bây giờ bạn hãy suy nghĩ đi, bạn làm gì trong ngày hôm nay để thay đổi cái điều này? Bạn làm một cái vấn đề gì? Ok chưa? Tài sản của con người bạn chính là cái khả năng kiếm tiền của bạn, cái năng lực kiếm tiền của bạn. Các bạn làm ra điều này chưa? Bạn phải học như thế nào đó, bạn luyện như thế nào đó, bạn có cái khả năng kiếm tiền nó rất là tuyệt vời. Mình không biết bạn phải tập trung như thế nào đó. Cái năng lực kiếm tiền của một người đó là được nhìn nhận. Một người kiếm tiền nhiều, người ta gọi là họ tỷ phú, họ là triệu phú, họ là khá giả, họ là đại gia. Cái năng lực của bạn, bạn phải hoàn thiện, đó là cái năng lực kiếm tiền. Và bạn chỉ cần cải thiện cái năng lực kiếm tiền 1% mỗi tháng thôi, hoặc là 1% mỗi tháng thôi, thì sau 20 năm bạn sẽ trở thành người giàu có. Bạn đừng cứ bị đứng yên nó như vậy, bạn đừng cứ bị để cho nó đứng vậy, nó hoang phí cuộc đời của chúng ta vô cùng. Câu hỏi hôm nay mình muốn đặt ra cho các bạn, vậy thì học cái kỹ năng gì, học cái kiến thức gì, bạn gặp ai, bạn tìm với con người nào, bạn chơi với ai để nó giúp cho bạn phát triển cái công việc kinh doanh của bạn, giúp cho bạn ra làm chủ cho mình một cái nghiệp và sự nó tốt hơn. Cái câu hỏi hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn nó là như vậy, và bạn hãy tự hỏi cái điều này đối với cuộc đời mình, và hỏi lại một lần nữa, tôi là ai sau 20 năm nữa. Đừng cứ ngồi đó mà nói là em không có tiền nha, em không có kiến thức nha, em không có kinh nghiệm. Đừng có nói những cái câu đó, nó không giải quyết được cho bạn. Bạn đã nói nhiều lần rồi, nó có giải quyết được cho bạn đâu. Hãy nâng cao kiến thức, nâng cao kỹ năng, nâng cao kinh nghiệm, và kết nối với những con người họ đã làm được cái việc đó, họ sẽ chỉ cho bạn cái cách. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bạn đã nghe mình chia sẻ cái điều này. Bye bye các bạn.